Cái này bao tiền một cân hả Nô? Cái gà với cá đông lạnh này này. Cá thì một cân 35, gà một cân 50. Một cân gà 50 này thì sắp bằng cái gà sống rồi đúng không nhỉ? Gà ấy thì... Hay em thích ăn gà sống rồi để ngoài kia mua. Em mua cá ở đây xong là mua trứng. Mua thì mua gà thôi, trứng thì mua. Ok. Em thích mua ăn ăn cái gì mua cái đấy nhá. Ok. Nó ăn chì, mua ăn chì. Đường bụi quá. Cái này. Phía đằng sau kìa. Lấy cái nào nữa? Em sẽ lấy cái nào nữa? Lấy thêm đi. Mua những gì rồi? Gà đông lạnh. Ui, ăn trứng này. Mua cá không là đi mua hai con gà tươi ấy, được mà. Thích ăn kiểu gì? Đề xuất đi. Để... Rồi, để mua trứng đi, mua trứng... Ra ngoài quán này kia thôi. Ở đây mua được cái gì rồi? Ra đây. Còn một anh Duy VIP không? Mình chỉ có tái thôi là ok nào. Là liên tục là mẹ Đức lúc vậy của Đức à? Là gì không? Đáng gì tôi Đức lỗi gì nợ tội hay cả gì không? Ừ biết. Ừ. Có hỏi. Hả? Bư biết. Cái của ấy. Em liên bố. Chẳng có chẳng có mẹ lo liên. Rằng mà. Công ăn, cả công ăn. Cả có đi ăn. Tiểu đô rá nè. Tiểu đô lo ăn đô ra cái rá nè. Rán rum ham ăn là cầm má đấy. Ôi tập á. Bông bông quá để nó gai nó ra. Bông mi nó. Bông mi. Chiến lính mi. Chạy chạy cùng nhau cái cú. Quay. Ba lắm có cú cho lúc cũng cắt. Cú ông. Cú quay cú lúc cũng cay đó. Ồ. Cú cho lúc này cũng cay. Cú pha đấy. Ừ. Ừ, cái chuyện này cũng đúng đi. Cán nó màu mi. Cần bia này sao? Mất là sợ in nó. Cần nào hỏi xong anh cho nó bán. Làm ừ, ngày 3 vào ngày 3 ra 7 đấy. À vâng vâng vâng. Tao thì biết rồi mấy thì tao quá biết rồi. Còn thằng khác tao không biết rồi, tao quá biết. Anh Duy với anh Hậu đâu nhỉ? Đây à? Mang xe đi bộ nhỉ? Mang xe đi bộ nhỉ? Alo, mua xe nước không? Nhiều tôi, có mảnh đấy. Sản luôn nó xảy lát mỡ xuống luôn xả xong cơ khí lên xong sao phải đi ra đây em nhìn nhá lấy cái bộ cái này đấy ê, có đẹp không ngủ đi ngủ đây ôi mày ngủ trao được ok.
đeo con gà rồi nè. Người ta phải xuống đường luôn. Vẫn xe anh Hưng nhá. Vẫn xe chung này xong ở bên này một viên nhé.